phí thì ai cũng thích, nhưng liệu có phải lúc nào đồ miễn phí cũng tốt hay không? Và liệu đã bao giờ các bạn nghĩ tới việc đề nghị trả tiền cho những món đồ miễn phí hay chưa? Nếu như chưa thì hãy thử xem video này của Trang và xem liệu các bạn có thay đổi suy nghĩ của mình về đồ miễn phí không nhé. Chào đón các bạn đã cùng quay trở lại với YouTube channel I Am Mai Trang. Hãy cùng nói ngắn gọn và đi thẳng vào chủ đề luôn nhé. Trang sẽ bày tỏ quan điểm của mình liên quan tới câu chuyện dùng đồ miễn phí. Trang cho rằng chúng ta nên ngưng sử dụng những sản phẩm dịch vụ miễn phí, hoặc nếu có thì sử dụng một cách vô cùng chọn lọc, hoặc hơn thế nữa thì hãy đề nghị để được trả tiền cho những món đồ miễn phí này. Tại sao? Thứ nhất, dùng đồ miễn phí sẽ khiến cho chúng ta không học được cách trân trọng những món đồ, những sản phẩm, những dịch vụ mà chúng ta được hưởng. Kể cho các bạn nghe câu chuyện của biệt đội bơm lực vào tháng 3 khi mà chúng mình đi thực hiện nhiệm vụ của mình, đó là thực hiện làm cơm dành cho những người vô gia cư. Trái ngược với suy nghĩ của Trang và những người trong nhóm thì khi bọn mình đi mang đồ tới cho những người vô gia cư, có những người họ có thái độ vô cùng kỳ cục. Ví dụ như khi mà Trang mang đồ tới cho họ, thay vì ra tận nơi lấy và cảm ơn thì họ lại ngồi một chỗ ở rất xa, rồi hất hàm nói là để kia kìa. Bác ăn chưa ạ? Vâng. Bác ơi, bọn cháu mời bác xuất cơm ạ. Dạ, chúc bác ngon miệng ạ. Dạ. Ủa sao mình cho họ mà nhìn họ cứ khinh khinh mình vậy? Lạnh lùng với cơm của mình. Cảm thấy lòng tốt không được đáp lại. Hay thậm chí còn có những người đã nhận cơm xong rồi không một lời cảm ơn mà lại còn lớn tiếng quát nạt lại chúng mình vì nói rằng chúng mình thương hại họ. Này, cháu ơi, nói thật với các cháu này, chúng ta đi lao động, chúng ta ăn này. Chúng mày chụp xong chúng mày đưa tao lên xã hội, tao nói thật với chúng mày này, riêng tao tao thấy cuộc đời rất phải bao nhiêu năm rồi, đừng có mà chụp rồi cái điện thoại lại xuống đường. Tao là người làm ăn mà tao đi bán nước đây. Dạ vâng, không sao ạ, thì con sẽ cho những chú khác ạ, con đưa những người khác cũng được ạ. Đừng có mà chụp xong đưa người ta lên. Ừ, thì đúng là chúng mình thương họ thật, cho nên chúng mình mới dành cả ngày để đi chợ, để nấu cơm, rồi để chuẩn bị từng suất cơm, thậm chí còn có cả đồ tráng miệng mang tới cho họ mà, nhưng mà không nhận lại được một lời cảm ơn nào cả. Lúc đấy thì Trang có quay ra nói với cả những thành viên trong biệt đội bơm lực rằng tại sao chúng mình lại phải mất công mấy ngày trời và mang đồ ăn tới cho họ khi mà nhận lại chỉ là những sự thản nhiên, những sự thờ ơ vô tâm và thậm chí là không một lời cảm ơn như vậy. Đứng từ góc độ này, Trang mới thấy rằng nếu như chúng ta không thay đổi quan điểm của mình mà chúng ta vẫn cứ tiếp nhận những món đồ miễn phí một cách dễ dãi và coi chúng như là những thứ hiển nhiên mà những nhãn hàng, những thương hiệu, những người khác phải mang tới cho mình để mình thử sử dụng sản phẩm dịch vụ của họ, thì chắc là chúng ta sẽ không thay đổi được cái tư duy để trở thành những người giàu có hơn, hào phóng hơn đâu, mà có khi tư duy của chúng ta vẫn cứ mãi mãi nghèo khổ mà thôi. Chính bởi vậy, chúng ta cũng là những người mà theo dõi những nội dung miễn phí hoặc được tặng, được nhận những món đồ miễn phí xung quanh hàng ngày, thì chúng ta nên trân trọng những món đồ ấy trước khi là đánh giá xem món đồ này xấu hay là đẹp, tốt hay không tốt, cần hay là không cần. Cái tấm lòng của người khác dành tới cho chúng ta, đầu tiên là chúng ta cần biết cách trân trọng đã. Còn nếu như chưa học được cách trân trọng thì tốt nhất đừng nên nhận những món đồ miễn phí này. Bởi vì càng nhận nhiều những món đồ miễn phí thì chúng ta càng cho rằng việc tặng những món đồ này là hiển nhiên của các thương hiệu, của các nhãn hàng, và từ đó chúng ta cũng không học được cách trân trọng và biết ơn những thứ nhỏ nhặt nhất xung quanh mình. Thứ hai, phần đa những món đồ miễn phí là những thứ mà chúng ta không cần dùng đến. Hãy nhớ lại lần gần nhất mà bạn đi siêu thị, có phải là các bạn đã mua một chai nước mắm mà được tặng thêm một cái thìa inox, hay là các bạn có mua một chai bột giặt mà được tặng thêm một cái ba lô. Các bạn có thấy rằng khi mà mang cái thìa inox này hay là cái ba lô này về nhà, thực chất ra các bạn không có dùng đến nó, bởi vì ở nhà cũng đã đủ thìa, đủ đĩa, đủ bát để ăn rồi. Còn cái ba lô thực chất cũng không phải là nhu cầu ở thời điểm đó. Vậy mua về để làm gì? Rồi nó lại bị vứt xó. Như vậy chẳng phải là một sự lãng phí về mặt tài nguyên hay sao? Nắm bắt được tâm lý thích xài đồ miễn phí, thích mua đồ rẻ, thích được thêm đồ của những người đi mua hàng, thì những nhãn hàng vào những dịp nhất định họ cũng sẽ tung ra những chiêu thức khuyến mãi, ví dụ như là mua một cái này được tặng một cái kia, hoặc là cho bạn thêm rất là nhiều những món đồ miễn phí khác. Mà người thường hay mắc bẫy nhất chính là những bà mẹ của chúng ta, khi mà đi siêu thị rất là ham đồ miễn phí, mua về nhà nhưng rồi không dùng. Lý do là bởi vì những món đồ này thường có in logo của các thương hiệu lên đó, hoặc là những món đồ này sẽ được làm theo kiểu hàng loạt, chất lượng của nó không cao, thẩm mỹ của nó cũng không tốt. Mang về nhà chúng ta bị rơi vào trong cái tình trạng là dùng cũng không được mà bỏ đi cũng không xong. Vậy là nó cứ kẹt ở nhà của chúng ta và chúng ta lại càng ngày càng có nhiều đồ hơn, rất là lãng phí mà chúng ta cũng không có dùng tới. Vậy nếu như chúng ta rơi vào tình trạng là đi mua hàng, đi siêu thị mà nhìn thấy trong đó có rất nhiều những món đồ miễn phí, trước khi quyết định cầm nó lên á, thì các bạn hãy thử suy nghĩ xem mình có thật sự cần đến nó hay không. Còn nếu như mà cảm thấy đây là món đồ mà mình thật sự thích, mình thật sự muốn nó, mang nó về rồi, thì quay trở lại ý 1 là hãy cảm thấy biết ơn, hãy cảm thấy trân trọng những cái món đồ miễn phí mà chúng ta được nhận, chứ không phải coi nó như là một điều hiển nhiên. Thứ ba, sử dụng dịch vụ sản phẩm miễn phí sẽ khiến cho chúng ta không nghiêm túc với công việc của mình. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nói tới những thứ miễn phí mà có hàm lượng chất xám cao hơn, ví dụ như là những chương trình đào tạo hay là những khóa học đi nhá. Hãy nghĩ tới việc là bố mẹ đầu tư tiền cho các bạn đi học thêm, cho các bạn đi học mà trường trung học phổ thông, đi học đại học.
Nhưng có phải là nhiều lúc các bạn thấy rằng việc đi học cứ như là bị ép buộc và mình không thoải mái, không hạnh phúc với cái việc học của mình hay không? Đó đơn giản là bởi vì các bạn không phải là người trả tiền cho việc học của mình. Trang có thể kể cho các bạn nghe một câu chuyện liên quan tới chính Trang và Trang đã trải nghiệm việc này rồi nhé. Trước đây thì Trang được mời đi học một khóa học từ vựng tiếng Anh với giá trị là 1.000 đô. Lúc đó nghĩ thế nào Trang lại không nhận món quà này mà quyết định là sẽ xin đầu tư, xin được trả tiền để mà đi học. Và cái lúc mà mình cầm điện thoại lên, mình vào cái phần chuyển khoản để mình chuyển khoản tiền khóa học á, ghi vào đó con số là hơn 22 triệu thì tay mình nó cứ run run. Bởi vì mình nghĩ là liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn hay không? Tại sao mình lại không nhận miễn phí đi? Tại sao mình không nhận quà đi mà mình lại đi chuyển khoản để làm cái gì? Thế nhưng đến thời điểm hiện tại khi nhìn lại, đây lại là một cái khoản đầu tư đúng đắn nhất mà Trang đã từng thực hiện. Phải nói là 22 triệu 1.000 đô ở cái thời điểm đó là một khoản tiền rất lớn, và đó cũng là cái khoản đầu tư lớn nhất cho việc mua một khóa học tính tới thời điểm đó mà Trang đã đầu tư. Cho nên chắc chắn là Trang cảm thấy run rồi. Thế nhưng bây giờ khi mà nhìn lại thì mình thấy rằng là tất tần tật mọi thứ nó đã thay đổi, và dường như là cái khoản tiền Trang đóng cho khóa học đó nó giống như là một cánh cửa mới giúp cho Trang thay đổi cả về tư duy trong việc học tập, mà còn thay đổi cả tư duy về việc cái gì nên đầu tư, cái gì không nên đầu tư và sử dụng tiền ra sao cho hợp lý nữa. Khi mà phải bỏ một khoản tiền lớn ra để đi học á, thì cái thái độ học tập của chúng ta khác lắm các bạn ạ. Ví dụ như Trang khi mà học cái khóa học đó, Trang luôn luôn đi học đúng giờ, thậm chí là trước giờ, luôn luôn là người làm bài tập sớm nhất, luôn luôn là người mà hoàn thành không sót một bài tập nào, và luôn luôn là người nỗ lực cố gắng xung phong trả lời tất cả mọi câu hỏi khi mà đi tham gia cái khóa học đó. Và cuối cùng kết quả Trang là thành viên xuất sắc nhất của khóa học từ vựng tiếng Anh này khi mà tốt nghiệp. Còn mới đây thôi thì Trang cũng được tặng một món quà là một khóa học cũng trị giá rất cao, khoảng chừng 1.000-1.500 đô cho khóa học này, và nó chỉ diễn ra có một lần thôi. Lần này thì Trang quyết định là Trang sẽ đi học mà nhận món quà đó một cách miễn phí, bởi vì Trang thấy rằng ở thời điểm hiện tại Trang chưa cần cái khóa học đó lắm nên Trang muốn tham gia thử xem nó như thế nào. Nhưng mà thực sự khi mà mình không phải trả tiền học, mặc dù giá trị của khóa học rất cao, nhưng mà cái thái độ, cái tinh thần học tập của mình nó rất là khác. Bởi vì đôi khi mình đi học muộn, đôi khi mình không tham gia lớp, mình không làm bài thường xuyên, và cái tinh thần cạnh tranh của mình ở trên lớp cũng bị giảm đi rất nhiều, bởi vì mình đang tận hưởng một cái dịch vụ mà mình được tặng, chứ không phải là mình tự bỏ tiền ra để mà mình đi học cái dịch vụ đó. Thứ tư, dùng quá nhiều đồ miễn phí sẽ khiến cho chúng ta không có động lực để kiếm tiền. Lại quay trở lại câu chuyện học nhé. Trước kia học một khóa học 1.000 đô đã là khủng khiếp lắm rồi, nhưng bây giờ đây thì Trang đang cân nhắc để học một khóa học có trị giá là 3.000 đô. Trang cũng phải suy nghĩ về món tiền này rất nhiều và xem đi xem lại trong nhiều tháng liệu là mình có nên đầu tư khoản tiền này hay không, bởi vì 3.000 đô cho một khóa học là một khoản tiền không hề nhỏ một chút nào hết. Thế nhưng Trang vẫn quyết định là sẽ kiếm đủ tiền để đi học khóa học này, để thay đổi tư duy của mình tốt hơn, bởi vì Trang biết chắc chắn rằng khi mà học một khóa học xong thì cái cách nhìn của mình về thế giới nó sẽ thay đổi, cái cách mà chúng ta ứng xử, chúng ta làm việc và nhìn nhận tất cả mọi thứ, sắp xếp cuộc sống nó cũng thay đổi rất nhiều. Chính bởi vậy, suy nghĩ xong, quyết định xong rồi thì mình sẽ không cảm thấy nuối tiếc nữa. Và sau khi mà chúng ta đã nghĩ rằng là chúng ta đầu tư một khoản tiền để đi học rồi á, hoặc là mua một món đồ gì đó rồi á, thì chúng ta sẽ có động lực để kiếm tiền nhiều hơn như thế rất nhiều. Không chỉ là kiếm tiền để đi học đâu, mà còn là sau khi học xong thì làm như thế nào để tận dụng những kiến thức này và kiếm lại gấp 3, gấp 4 lần cái khoản tiền mà chúng ta đã bỏ ra nữa. Trước khi mà Trang quyết định đầu tư 3.000 đô để đi học khóa học này thì Trang cũng đã xem tất tần tật những sản phẩm miễn phí của người mentor này rồi. Thế nhưng có một đặc điểm khi chúng ta xem đồ miễn phí là chúng ta xem một cách rất là bị động. Khi mà bật những cái video của người này lên, hoặc là xem người này nói, nghe người này thuyết minh, thì Trang sẽ chỉ nghe một cách bị động thôi, nghe trên lúc đi đường, nghe lúc đang làm việc này việc kia, mà mình không tập trung học, mình không tập trung lấy giấy bút ra để mình ghi lại, cho nên là cái kiến thức nó bị loãng đi rất nhiều, bởi vì mình luôn luôn cho rằng ồ, đó là đồ miễn phí mà, ồ, cái này lúc nào nó chả ở đó, lúc nào mình quay lại xem mà chẳng được, lúc nào mình quay lại học mà chẳng được. Thế nhưng cái lần đầu tiên mà chúng ta tiếp xúc với một kiến thức mới sẽ là lần mà cái não của chúng ta tư duy nhiều nhất, để cho nó gợi mở ra nhiều những ý tưởng, để cho chúng ta có động lực học nhất, chứ còn khi mà quay trở lại để xem nó lần thứ hai, lần thứ ba thì chưa chắc là chúng ta đã cảm thấy hào hứng như là lần đầu tiên đâu. Chính bởi vậy Trang khuyên các bạn rằng nếu như các bạn thực sự mong muốn có được những sự thay đổi trong cuộc sống của mình và có động lực để làm việc chăm chỉ hơn, để làm việc nhiều hơn, thì chúng ta nên thực sự cân nhắc một cách kỹ lưỡng với việc đầu tư một khoản tiền một khóa học thay vì chỉ xem những sản phẩm miễn phí. Mặc dù những sản phẩm miễn phí có thể rất có ích cho bạn, có thể mang lại cho chúng ta rất nhiều giá trị, nhưng chừng nào chúng ta chưa thực sự phải động chạm tới vấn đề tài chính cá nhân, hoặc là chừng nào chúng ta chưa cảm thấy có một sức ép đẩy chúng ta đi, thì cũng sẽ chưa tạo được một cú hích để chúng ta thực sự nghiêm túc với công việc của mình làm. Trang khuyên các bạn, nếu như các bạn đã có mong muốn thay đổi tư duy của mình, hoặc nếu như các bạn thực sự mong muốn đi lên một nấc thang cao hơn trong lĩnh vực chuyên môn của mình, hãy đầu tư, hãy sử dụng chính tiền mà chúng ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm được, dành tới cho nó, thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận thực sự rất khác biệt với những gì mà chúng ta đang tiếp cận, hoặc là trân trọng hơn rất nhiều cái món đồ mà chúng ta đã mua.
Nói về việc tặng quà, tặng nội dung, tặng đồ miễn phí thì Trang có thể tự tin nói rằng Trang là một trong số những người rất muốn thực hiện nhiều chương trình giveaway nhiều nhất có thể. Bởi vì Trang luôn luôn tin rằng giving is receiving, cho đi có nghĩa là nhận lại. Đó là lý do vì sao mà biệt đội bơm lực ra đời, đó là lý do vì sao mà kênh YouTube này ra đời, Live Joyfully ra đời. Nhưng có một điều Trang có thể chắc chắn, đó là Trang sẽ không muốn tặng những món đồ miễn phí, tặng những món quà giveaway dành tới cho những người không cần hoặc là không biết trân trọng những món đồ, những món quà đó. Gần đây Trang thấy trên mạng xã hội chỉ trích rất nhiều về câu chuyện chị Hannah Lexus bắt đầu thu phí để có thể mang tới những nội dung hấp dẫn hơn, chất lượng hơn dành tới cho một cộng đồng thân thiết của chị Hannah. Khi mà đọc những lời chỉ trích này dành cho chị Hannah Lexus ở trên báo chí thì Trang thực sự cảm thấy rất buồn. Trang nghĩ rằng chị Hannah cũng cảm thấy rất buồn, và nó giống như cảm giác khi mà tụi Trang đem những cái hộp cơm với tất cả những tấm lòng của mình dành tới cho những người vô gia cư để đổi lại, nhận lấy là sự thờ ơ, sự vô cảm và sự thiếu trân trọng của những con người này. Nếu như cảm thấy những nội dung mà chị Hannah đưa ra là không phù hợp, không có ích, tại sao chúng ta còn follow, tại sao chúng ta còn subscribe, tại sao chúng ta còn chờ đợi hàng tuần để được nghe những lời chia sẻ, để được xem những bài học mới, và tại sao chúng ta lại còn download rất là nhiều những cái tài liệu mà chị Hannah dành tới cho chúng ta. Hãy nhớ rằng nếu như chúng ta chỉ luôn luôn đứng một chỗ để chờ đồ miễn phí đến thì chúng ta cũng chẳng khác nào như là những người không nơi nương tựa, chỉ ngồi một chỗ chờ người này người kia mang đồ ăn đến cho mình. Và rồi đến một ngày khi mà không còn đồ ăn nữa, chúng ta cũng sẽ chẳng biết làm như thế nào để có thể trở nên tốt hơn. Vậy thì điều mà Trang thực sự mong muốn qua video này đó là dù chúng ta không trả tiền, không đóng phí hay là cảm thấy những nội dung mà những người content creators như là chị Hannah đang thực hiện là chưa phù hợp với mình thì cũng đừng chỉ trích hay là cũng đừng buông những lời không lịch sự dành tới cho những content creators, bởi vì là một content creator, Trang có thể hiểu được sự tâm huyết hay là bao nhiêu thời gian công sức mà những content creators phải bỏ ra để mang những giá trị, mang những nội dung này dành tới cho chúng ta. Thay vào đó, chúng ta hãy thể hiện những sự trân trọng, những sự biết ơn và học cách để trở nên giàu có hơn, tư duy một cách cởi mở hơn, hào phóng hơn, bắt đầu bằng lòng biết ơn của mình nhé. Nhân tiện, Trang thì cũng chưa có ý định thu phí dành cho những hoạt động hay là nội dung mà Trang làm cho cộng đồng như là trên YouTube hoặc là trên podcast Có Hẹn Cùng Trang đâu. Vì thế các bạn có thể yên tâm là vẫn sẽ có những nội dung để các bạn theo dõi hàng tuần nhé. Thế nhưng các bạn cũng hãy háo hức, bởi vì Beanspy khóa 2 thì chuẩn bị được ra mắt rồi. Và đây thì sẽ chỉ là một cộng đồng nho nhỏ dành tới cho những người thực sự quan tâm tới việc phát triển bản thân và tốt hơn 1% mỗi ngày thôi. Còn bây giờ, nếu như các bạn có một chút gì trân trọng về những nội dung mà Trang làm thì hãy like và comment ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.